Chào mọi người, sau đây là tóm tắt siêu nhanh phần 1. Sau khi Bác Hồ lãnh đạo Việt Minh cùng toàn dân thành công giành chính quyền từ tay phát xít Nhật, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa vào ngày 2 tháng 9 năm 1945, thì Pháp đã quay trở lại Đông Dương để tái thiết lập nền cai trị thuộc địa. Tuy nhiên, Việt Minh đã giành chiến thắng trong trận đánh quyết định Điện Biên Phủ, chính thức chấm dứt ách thuộc địa của thực dân Pháp. Hiệp định Geneva được ký kết, tạm thời chia đôi hai miền tại vĩ tuyến 17. Sau 2 năm nữa sẽ tổ chức tổng tuyển cử và thống nhất đất nước. Một cuộc bầu cử mà phần thắng đã chắc chắn nằm trong tay Bác Hồ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Nhưng mà Mỹ không muốn Cộng sản lan rộng ra khắp Đông Nam Á, nên đã hậu thuẫn Ngô Đình Diệm thành công thao túng quyền lực, bo nớt thêm phá bỏ hiệp định, đồng thời thi hành các chính sách chống cộng cực đoan, đàn áp quân giải phóng. Cơ mà ở trên đỉnh cao quyền lực lâu quá đâm ra ngáo, Diệm đã một mực muốn Thiên Chúa Giáo là quốc đạo chính cho miền Nam, nên đã dại mà đàn áp đạo Phật tín ngưỡng chiếm 80% dân số, khiến cho miền Nam rơi vào hỗn loạn. Thấy Diệm không còn được sự ủng hộ từ dân chúng, Hoa Kỳ lại hậu thuẫn tướng Dương Văn Minh đảo chính Diệm, tiễn lột ông ta về nơi chín suối. Nếu như bạn cảm thấy như thế là chưa đủ thì hãy xem lại phần 1 nhé. Còn bây giờ thì tiếp tục diễn biến sau khi anh em nhà Diệm Chầu, tướng Dương Văn Minh chính thức làm quốc trưởng của đệ nhị Cộng Hòa. Vậy là một kỷ nguyên mới tươi sáng sẽ mở ra với miền Nam. Dậy đi ông chú ơi. Sao lại thế này? Sau khi Diệm hội ngộ với tổ tiên, ông ta để lại một thứ gọi là hào quang rực rỡ. Cái mà các tướng lính Cộng Hòa ai cũng thèm nhỏ dãi. Nên là giờ chúng ta sẽ đảo chính, ai đảo chính thành công người đó làm vua. Ok, chơi mày. Thế là đảo chính xảy ra như cơm bữa. Các tướng lính tập trung đấu đá nhau là chính, chứ chống cộng sản gì tầm này. Vãi cả lìn, tao biết ngay là sẽ thế này mà. Cứ như thế này thì miền Nam sẽ rơi vào tay cộng sản mất. Này Mắc Mara, mày được mệnh danh là kiến trúc sư trưởng của chiến tranh Việt Nam mà. Mày có cách gì không? Em nghĩ nếu dùng phêm của cường quốc số 1 quả đất để tín nhiệm đại một thằng nào đó lên lãnh đạo thì chắc là sẽ thống nhất được lòng dân thôi. Ý kiến này cũng hay. Thế mày qua Việt Nam đi. Dạ vâng ạ. Dương Văn Minh đâu? Hắn ta vừa mới bị tôi cải chính rồi. Giờ mày là người nắm quyền ở đây à? Đúng vậy. Thế cũng được. Mọi người chú ý, đây là thằng đàn em lâu năm của tao. Tao quen nó từ khi còn cởi chuồng tắm mưa. Tên nó là... mày tên gì nhỉ? Dạ Nguyễn Khánh. À Khánh Nguyễn. Khác với thằng tướng của Bắc ngoài kia, nó rất là có thực lực và cừ, nên tất cả mọi người cứ tin tưởng nó để nó lãnh đạo. Đừng đi theo mấy thằng ất ơ ngoài kia mà chống nhau nữa, tập trung chống cộng giùm tao, ok? Người Mỹ không bao giờ nhìn sai người được đâu, họ rất biết cách nhìn người tài. Thằng cha đã được Mỹ hậu thuẫn, chắc là giỏi lắm. Chúng tôi nhiệt tình ủng hộ. Chắc chắn mọi thứ sẽ diễn ra như vậy, mình đúng là một thiên tài. Vậy nên hãy ủng hộ Khánh Nguyễn, Việt Nam muôn năm. Nhưng mà tên đó nắm quyền nhờ binh biến chứ có tài cán gì đâu. Đúng vậy, chúng tôi muốn bầu cử, chúng tôi phản đối. Kế hoạch của Mắc Mara thất bại ngay từ vòng gửi xe. Đảo chính vẫn cứ đảo chính, và Mỹ đơn giản là tiếp tục hậu thuẫn và kiểm soát những người đảo chính thành công trong vô vọng. Đây là thằng em thứ N của tao. Tao quen nó từ khi nó còn trong trứng dế của bố đó. Từ đây, chính phủ miền Nam đã mất quyền tự quyết, bởi vì ông nào đảo chính xong cũng muốn bợ đít Mỹ. Quay trở ra Bắc, biết đây là thời cơ, Tổng Bí thư Đảng Lê Duẩn quyết định sẽ triển khai kế hoạch đánh nhanh thắng lớn, tập trung đánh những trận lớn để triệt hạ quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Theo đó, quân giải phóng tiến hành tấn công ồ ạt, ước tính khoảng 400 trận chỉ trong 2 tuần, kiểm soát 40% thôn quê. Lính miền Nam đầu hàng ngày càng nhiều, người dân xung phong gia nhập quân giải phóng ngày càng đông. Chích chích, mọi chuyện tồi tệ đến thế à? Hay là chúng ta gửi quân, mày muốn nướng quân như ở bên Triều Tiên đó à? Vậy ta hãy thử cách này xem. Bây giờ là không có tham chiến bí mật nữa, ta sẽ công khai đi theo sau support cho bọn miền Nam luôn. Vừa nâng cao ý chí lính miền Nam, vừa răn đe cho miền Bắc ngầm hiểu ta sẽ không bao giờ bỏ rơi miền Nam. Ok, cũng được, vậy cứ thử xem. Dạ vâng ạ. À mà sao ạ? Làm vụ này kín kín thôi đấy, ta không muốn là người coi như là reo rắc chiến tranh đâu, sắp bầu cử rồi. Dạ em rõ rồi ạ. Cái tên Trôn Sơn đó không có làm được cái trò chống gì trước cộng sản đâu. Vậy nên mọi người hãy bầu cho tôi. Tôi hứa sẽ mạnh tay trước cộng sản. Goldwater, mày cứ đợi đấy, rồi ta sẽ có cách cho mày đao ranh.
Có chắc là không sao không đó cha, chứ cộng sản dạo này lực chiến cao lắm. Mày quên là nền văn minh Mỹ là top 1 server trái đất à? Có tụi tao bảo kê rồi, bọn chúng dám làm gì đâu, yên tâm đi. Ok. Ngày 30 tháng 7 năm 1964, tàu USS MacDock của Hải quân Hoa Kỳ đi theo sau, bút tinh thần cho Hải quân Việt Nam Cộng Hòa tấn công vào trạm radar Bắc Việt trên đảo Hòn Mê, đặt Hải quân miền Bắc vào tình trạng sẵn sàng chiến đấu. Ngày 2 tháng 8, USS MacDock tiếp tục xâm nhập vịnh Bắc Bộ để tác chiến điện tử. Nói cho dễ hiểu tức là nghe lén điện đài đấy. Cái con tàu Mỹ kia nó cứ lởn vởn đây là cái quái gì không biết. Chắc chắn là chúng đang dò la để bọn miền Nam tấn công ta lần nữa đấy. Cử ba tàu phong lôi ra đó xem chúng định làm gì. Báo cáo chỉ huy có ba tàu địch đang tiếp cận. Bọn này gan nhờ. Bắn vài phát cảnh cáo, chúng ta là cường quốc hạt nhân số 1 thế giới. Có là ông nội của ông nội bọn chúng chả dám đụng chúng ta. Yes sir. Oh fuck, cái lựu đạn, chúng điên rồi. Bắn trả tụi nó. Con Hải quay xe. Ủa lộn, quay tàu nhanh. Yes. Hiểu quên mất mình là thuyền trưởng cơ mà. Bọn ngoại bang chết tiệt. Mà bắn bọn Mỹ vậy có sao không ạ? Chúng là bên nổ súng trước, đừng có lo. Tất cả tiếp tục tiến lên, thu hẹp khoảng cách rồi cho bọn chúng ăn ngư lôi. Chúng tôi đang bị Bắc Việt tấn công, yêu cầu không kích hỗ trợ. USS Ticonderoga nghe rõ, đang gửi máy bay tới hỗ trợ. Chết tiệt bọn Mỹ khốn kiếp, tiếp tục tiến lên. Tàu ta trúng đạn rồi thưa chỉ huy. Hết cách rồi, mau thả người lôi đi. Rồi xong. Sao thế? Ngư lôi chúng ta bị xịt rồi ạ. Alo, tàu 2 à, mau khai hỏa ngư lôi đi. Nghe rõ. Oh shit, ngư lôi đang tới từ thuyền trưởng. May quá, vừa quay xe à lộn, vừa quay tàu xong. Giờ thì hết ga hết số nào. Chúng ta đã thoát khỏi ngư lôi rồi. Ngài OP quá thưa thuyền trưởng. Đó gọi là trình. Vậy là giao tranh đã kết thúc. USS MacDock chạy ra vùng biển quốc tế thành công, bị hư hỏng nhẹ. Còn ba tàu của Hải quân miền Bắc bị phi cơ Hoa Kỳ không kích hư hỏng nặng. Nghe tin tàu ta bắn tàu Mỹ, Bác Hồ đã bàng hoàng, vì làm vậy chẳng khác nào trọng giận con quái vật. Còn chính quyền Johnson thì tuyên bố chính Bắc Việt đã tấn công trước nên Hoa Kỳ mới trả đũa. Nhưng các người mới là bên nổ súng cảnh báo trước mà. Mày đã biết quá nhiều. Đó là thông tin mật. Ngày 4 tháng 8 năm 1964, USS MacDock tiếp tục chai mặt xâm nhập vịnh Bắc Bộ để tác chiến điện tử. Báo cáo phát hiện tàu chiến Mỹ lại xâm nhập. Đã có chỉ đạo từ bác, lần này chúng ta chỉ quan sát thôi, phải hết sức kiềm chế, không thì Mỹ sẽ có cớ tấn công chúng ta nữa đó. Chúng ta sẽ tấn công. Á đù, có chuyện gì thế? Dạ dạ, em nghe lén được kẻ thù đang điện đài, đang chuẩn bị tấn công chúng ta. Á đù, nếu như chúng dám động thủ lần nữa thì ta sẽ cho chúng biết như thế nào là lễ hội. Anh em chuẩn bị chiến đấu. Không biết là mình có nhầm lẫn gì không nhỉ? Ê mày, sao tao đứng trực như chó trực bãi nồn ở đây cả buổi rồi vẫn chưa thấy gì? Quái lạ, rõ là em nghe chúng sẽ tấn công mà nhỉ? Thưa thuyền trưởng, hệ thống sonar vừa phát tín hiệu địch tấn công. Có địch sao? Vậy là đúng rồi đấy, mau phản công. Alo, đây là Thunderjoy, tụi mình đang làm cái quá gì mà bắn tùm lum vậy? Chúng tôi đang bị địch tấn công. Hả? Có địch sao? Để tụi tao bắn tùm tóe phục mày một tay. Cái gì ngoài đó mà xôm vậy nhỉ? Chắc là bọn chúng đang mở lễ hội đấy. Ồ, giờ tôi mới biết như thế này là lễ hội đấy. Quái lạ, trời quang mây tạnh rồi mà tao vẫn không thấy gì cả. Mày có chắc là hệ thống sonar không bị nhầm lẫn bởi sấm chớp chứ? Dạ, em cũng không chắc nữa.
Có thể là chúng nó tấn công mà ta không biết thì sao? Mày chắc không đó? Tao hơi ngờ vực à nha. Chắc là rồi, em nghĩ thế. Vậy thì gọi tổng thống đi, ta cần phải tham vấn ý kiến của ông ta. À, không chắc là có cuộc tấn công à? Ok. À đúng rồi. Theo thông tin tôi nhận được, quân Bắc Việt vừa công khai tấn công trên biển chống lại Hoa Kỳ. Và đây là hành động gây hấn, là tổng thống yêu hòa bình. Tôi nghĩ chúng ta nên đánh bom miền Bắc để trả thù. Này, ông đừng có mà bốc phét nha. Rõ là đầu dây bên kia nó là không chắc mà. Nhưng tao thích chắc. Chức tổng thống phải là của ta. Và chiến dịch mũi tên xuyên bắt đầu. Phi đội Cái Hót xuất phát. Đã phát hiện máy bay Mỹ, hãy quan sát xem chúng định làm gì. Tất cả nghe rõ đây, mục tiêu của chúng ta là kho xăng và căn cứ tàu phóng lôi của địch. Nghe rõ. Cái gì? Bọn chúng tấn công trước ư? Chúng ta có làm gì đâu cơ chứ. Báo động địch tấn công, mau khai hỏa phòng không. Cuối cùng chiến dịch mũi tên xuyên kết thúc với một phi cơ Mỹ bị hạ ngay trên bầu trời Bắc Việt. Sau sự kiện Vịnh Bắc Bộ, Johnson đã đạt được hai mục đích. Thứ nhất, nghị quyết Vịnh Bắc Bộ được Quốc hội Mỹ thông qua cho phép Johnson tùy ý sử dụng vũ lực ở Việt Nam mà không cần phát động chiến tranh. Thứ hai, việc biến Bắc Việt thành nước gây hấn đã giúp Johnson ra đòn trước mà không phải mang tiếng kẻ gây chiến, bẻ gãy sự chỉ trích của đối thủ Goldwater vì đã đáp trả Cộng sản, thứ đã giúp ông ta chiến thắng cuộc bầu cử một tháng sau đó. Đối với ông ta, thế là thành công. Hoa Kỳ đã bước một chân vào cuộc chiến. Ở Hà Nội, sau sự kiện Mỹ tấn công vô cớ tại Vịnh Bắc Bộ thì... À, mày dám trực tiếp đánh bố à? Đã thế, bố cũng sẽ ra mặt, sống mái chèo chơi với mày luôn. Bộ đội chính quy miền Bắc bắt đầu được cử vào Nam thông qua đường mòn Hồ Chí Minh để chiến đấu cùng quân giải phóng. Vậy là Hoa Kỳ và Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đã không còn chỉ đứng sau hậu thuẫn nữa, mà đã chính thức đối đầu trực tiếp, khiến chiến sự giờ thật sự mới bắt đầu. Johnson cho không kích, đánh bom vào căn cứ Bắc Việt và đường mòn Hồ Chí Minh, hòng cắt đứt đường tiếp tế của quân giải phóng. Nhưng không sao, chúng ta có những cô gái mở đường, một lực lượng tình nguyện viên chiếm 70% là phụ nữ chuyên sửa đường lấp hố bom để đảm bảo cho tuyến đường được thông suốt. Tức thật đấy, mấy con chim sắt đó bay nhanh vậy sao mà bắn trúng được? Bắn trên trời thì khó chứ bắn dưới đất thì dễ hơn nhỉ. Tức là sân bay Hoa Kỳ bị quân giải phóng chăn pháo kích, hàng loạt các máy bay ném bom bị hư hại nặng, làm xáo trộn cái hạt quánh bom của địch, tạo điều kiện thuận lợi để bộ đội miền Bắc đưa quân Nhu vào Nam, hỗ trợ quân giải phóng triển khai kế hoạch triệt hạ quân Việt Nam Cộng Hòa của Lê Duẩn. Về cơ bản chiến lược sẽ là như vậy, chúng ta sẽ sử dụng ấp bình giã để dụ kẻ địch tới. Có ai có câu hỏi gì không? Dạ có ạ. Cho em hỏi là ta sẽ chống lại phương tiện quân sự của địch như thế nào ạ? Các cậu cứ yên tâm, hãy xem các đồng chí miền Bắc đưa vào đây những gì nào. Ôi rồi, chắc là sẽ giòn lắm. Tới giờ rồi. Tất cả tấn công lên. Xung phong. Báo cáo, Việt Cộng đã chiếm ấp Bình Giã rồi ạ. Gì nữa vậy? Dạo này bọn chúng đồng hành nhờ. Đã thế thì bố sẽ cử biệt động tới chơi tất tay với chúng nó luôn. Đã lúc săn Việt Cộng rồi, tiến lên anh em. Khai hỏa. Ôi đủ. Ôi có phục kích. Tất cả tấn công lên, chiếm lại ấp, không được lùi bước trước Cộng sản. Ủa, em tưởng nếu như rơi vào ổ phục kích rồi thì phải rút ra ổ phục kích trước chứ.
mang tiếng là biệt động tinh nhuệ mà chạy thì còn ra thể thống gì nữa. Chúng ta có lợi thế về không quân, cứ yên tâm. Chỉ huy, quân ta chịu không nổi nữa rồi. Cứ như thế này thì toi hết mất. Mày cứ yên tâm, biệt động chúng ta bị dồn vào đường cùng rồi mới bộc lộ sức mạnh thật sự. Sức mạnh đó là chạy đệt. Tất cả mau trốn, à nhầm, mau rút lui vào nhà thờ cố thủ. Chúng mày yên tâm đi, ở đây có chúa bảo kê, không có chết đâu mà lo. À đúng, thôi chúa phù hộ em, Nam Mô A Di Đà Phật. Mày gọi cứu viện chưa? Rồi ạ, khi nào họ tới? Dạ ngày mai ạ. Vậy ta sẽ cố thủ tới. Hả? Và các đội trưởng, kẻ địch đã cho thêm rất nhiều viện binh tới. Tốt, tất cả rút lui vào rừng chuẩn bị cho bước tiếp theo kế hoạch. Rõ ạ. Lên anh em, bọn chúng đang rút lui, tất cả mau tấn công giành lại ấp. Ủa, địch đâu hết rồi? Dạ, Việt Cộng đã rút lui hết từ hôm qua rồi ạ. Ủa, sao lại rút lui từ hồi hôm qua lận à? Vậy thì chúng chiếm cái ấp này để làm gì? Dạ, để dụ mấy anh tới đó. Là sao? Ngay từ đầu là chúng đã nhắm vào các anh rồi, cái ấp này chỉ là mồi nhử thôi. Ơi, chết tiệt, chúng dám giỡn mặt với ta. Giờ mình làm gì tiếp thưa chỉ huy? Gọi cho phía Mỹ cử máy bay trinh sát truy lùng bọn chúng cho ta. Dạ rõ. Alo anh à, nhớ em không? Phát hiện có trực thăng Mỹ, bắn không đội trưởng. Dứt đi chứ ngại ngần gì nữa. Yeah boy. Mà chỉ huy ơi, sao không bỏ mặc cái bọn phi công Mỹ ra rồi, đi cứu chi cho mệt vậy? Chắc gì bọn chúng nó còn sống. Sống nghe hẹo thì cũng phải đưa xác nó về. Bọn Mỹ coi trọng vấn đề này lắm. Đã thấy trực thăng rơi rồi ạ. Tốt lắm, mày lên trước đi. Ơ, sao lại là em, lỡ có ganh thì sao? Có ganh tao mà chết thì ai chỉ huy chúng mày? Dạ có em nè. Mày đi lên cho tao. Ơ, tài lanh hả mày? Đúng như đội trưởng dự đoán, mấy viên 500 hút đạn kia rồi. Bắn. Trời đừng, tao biết ngay mà. Ôi mày quá tí chết. Yếm trợ hóa lực. Gom hết xác rồi ạ. Very good. Rút ra điểm hẹn nhanh lên. Tất cả các đồng chí mau truy sát bọn chúng. One, two, three, four. Oh, wait a minute bạn ơi. Ở đây chỉ nhận người da trắng thôi. Thế còn người của chúng tôi thì sao? Đợi trực thăng khác nhá. Good luck. Chúng ta làm gì đây thưa chỉ huy? Không thể bỏ những đồng đội của ta lại được. Mau mang xác họ rút vào rừng cố thủ. Khẩn trương. Có vẻ chúng rút lui rồi ạ. Với mấy cái xác đó chúng không đi xa được đâu. Các đồng chí triển khai bao vây. Đại tá, nơi này nằm ngoài tầm yểm trợ của pháo binh. Việt Cộng hoàn toàn có lợi thế. Nếu như không muốn ngỏm cả lũ thì tôi khuyên ông nên té gấp. Té cái đầu mi. Chúng ta cần phải bảo vệ xác của đồng đội cho đến khi trực thăng tới. Đúng rồi, cứ đứng yên nó đi, đạn pháo sắp tới rồi. Đã chỉnh xong tọa độ, bắn. Ui, kẻ đi pháo kích nằm xuống. Xung phong. Địch tấn công. Chúng tôi đang bị bao vây, yêu cầu không kích. Nghe rõ.
đứng đông quá không cản được, tất cả rút lui. Chạy chạy chạy. Màn đêm buông xuống, quân giải phóng hoàn thành nhiệm vụ gây thiệt hại lớn cho quân lực Việt Nam Cộng Hòa và rút quân. Sau trận chiến thắng ở Bình Giã, Bác Hồ ca tụng đây là trận Điện Biên Phủ thu nhỏ. Lê Duẩn thì càng tự tin vào kế hoạch của mình đang diễn ra chuẩn chỉ. Một tháng sau, sân bay Hoa Kỳ tại Pleiku lại bị tấn công. William Westmoreland, tư lệnh Mark V, cảm thấy mía cái bọn danh con miền Nam vô dụng này. Đã thế thì... Alo, ship hỏa tốc cho em vài ngàn quân đi anh. Mày đừng có dụ tao, không nhớ là tao đã nướng quân ở Triều Tiên như thế nào à? Không, ý em là gửi quân đến bảo vệ sân bay thôi. Gửi đi thưa ngài, dù sao cũng phải bảo vệ máy bay của ta để thực hiện kế hoạch sấm rền chứ. Gửi đi, gửi một lần không nghĩ đâu mà sợ. Vào ngày 8 tháng 3 năm 1965, ba tiểu đoàn thủy quân lục chiến Hoa Kỳ chính thức đổ bộ vào bờ biển Đà Nẵng. Tất nhiên là họ bảo vệ sân bay tốt hơn lính Việt Nam Cộng Hòa nhiều. Giờ thì Mỹ bắt đầu cho triển khai kế hoạch sấm rền, Rolling Thunder, hay chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất, theo cách gọi của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa. Giải thích cho đơn giản thì vẫn là quánh bom, nhưng mà mở rộng mục tiêu sang hệ thống giao thông và cơ sở sản xuất công nghiệp với hy vọng sẽ khiến miền Bắc nhụt chí. Cơ mà không hiểu nhụt chí kiểu gì mà sau đó quân ta cứ mỗi tuần là cho bay màu một tiểu đoàn Việt Nam Cộng Hòa. Nhuệ khí của lính miền Nam dần sụp đổ, quân đội dần tan rã, cứ kiểu này thì ngày thống nhất không còn xa nữa. Trước khi... Cái gì? Mọi chuyện tồi tệ đến thế sao? Ở câu này nghe quen nhỉ? Em nghĩ chúng ta nên thay thế lính miền Nam làm đầu tàu chống cộng chứ hết cách rồi. Tao đã thấy chúng ta có nguy cơ thua đấy, hay là bỏ Việt Nam đi nhỉ? Chúng ta đã hứa sẽ bảo vệ miền Nam Việt Nam khỏi cộng sản. Nếu để mất thì sẽ đánh mất uy tín với các đồng minh ở Đông Nam Á. Lúc đó thì thành mõm cương quốc mẹ mất. Đâm lao phải theo lao thôi chứ biết sao bây giờ. Giữa năm 1965, Westmoreland được bơm thêm 50.000 lính Mỹ, chính thức đánh dấu cái kết của chiến tranh đặc biệt và bắt đầu một loại hình chiến tranh mới khốc liệt hơn, mang tên là chiến tranh cục bộ, với lực lượng Mỹ thay thế lính miền Nam làm quân chủ lực. Tranh thủ số lính Mỹ mới tới chưa kịp làm quen map, quân ta quyết định sẽ mở combat trước để tiên hạ thủ vi cường. Và mục tiêu đầu tiên ở đây chính là căn cứ Mỹ đặt tại Play May. Đêm nay trăng thanh gió mát, tao lại tức cảnh sinh tình mày ạ. Vãi cả Linh, mày cũng có máu thi sĩ gớm nhỉ? Chứ sao, để tao đọc cho mày nghe. Ngẩng đầu nhìn trăng sáng, cúi đầu nhớ cố hương. Có pháo kích, tất cả nằm xuống. Ôi, có vẻ im rồi đấy. Xuống phong. Rồi, tới công chuyện luôn. Alo, chúng tôi là biệt động quân, đã tới tăng viện đây. Tốt quá, với các cậu hãy hỗ trợ ta sơn cái đỉnh ở ngoài đi. Phần còn lại thì... Rồi, xong chuyến này luôn rồi. Giao tranh nổ ra trong suốt một tuần ròng rã, phía ta cứ tấn công liên tục hết đợt này đến đợt khác, không cho đối thủ có thời gian nghỉ ngơi. Chết tiệt, bọn Việt Cộng cứ lẩn khuất trong rừng rồi ồ ạt xông ra. Đã thế thì ta sẽ biến xung quanh đây thành bình địa, cho gọi không kích. Bom đạn kẻ địch rát quá, tất cả rút lui. Đã đến lúc chuyển sang thế tấn công. It's hot Việt Cộng time. Báo cáo, chúng tôi đã bắt được một kẻ đào ngũ của phe địch. Để ta tra hỏi hắn. Quân chúng mày hiện đang đóng ở đâu và có bao nhiêu người? Khai mau. Dạ, trên núi Chupong ạ. Có khoảng 1.600 người. À, dám không khai à? Chuyện này mày xong rồi. Ủa? Ê, hình như tao thấy gì sai sai ấy mày. Ờ, bình thường bọn mày lì lợm lắm mà. Nhưng mà làm gì có chuyện dễ ăn như vậy? Đây chắc chắn là bẫy. Just me bro. Đây chắc chắn không phải là bẫy.
Bọn chúng mắc bẫy rồi. Tất cả bắn. Ôi địt là bẫy. Cái gì? Chúng ta bị phục kích ư? Tất cả giữ vững phòng tuyến. Thưa chỉ huy, bãi đáp X-ray đã hoàn toàn bị bao vây rồi. Chúng ta sắp chống không nổi nữa. Đã thế thì... Alo, bãi đáp X-ray đã bị tấn công. Nên là vẫn như mọi khi nha bồ. Nghe rõ. Đã thấy mục tiêu. Ăn giống chủ nè. Giống chủ tới đây. Sau 3 ngày 2 đêm giao chiến, tiêu tốn khoảng 3.000 tên lửa, 18.000 quả đạn pháo cùng hàng tấn bom, quân ta chịu tổn thất quá lớn nên phải rút lui. Sau trận X-ray, nhận ra phía Việt Cộng vẫn nắm thế chủ động, bộ chỉ huy địch quyết định sẽ rút khỏi X-ray. Thế tức là cường quốc số 1 thế giới lại phải chịu rút lui trước một đạo quân nông dân à? Ai nói tụi ta rút lui? Vậy chứ sao? Cái này là bọn tao chỉ di chuyển khỏi chỗ đó thôi, hiểu chứ? Để tránh lộ vẻ rút lui, số quân Mỹ còn lại ở X-ray được di chuyển về hai bãi đáp còn lại mà không hề hay biết cơn ác mộng sắp sửa ập tới. Tất cả nắm vững chiến thuật chưa? Rõ rồi ạ. Sống lên! Nắm sát thắt lưng địch mà đánh! Xung phong! Cái gì? Gần quá! Kẻ địch tấn công! What the fuck? Chúng đánh gần như thế này thì làm sao mà gọi pháo kích được? Vậy là cuộc chiến rơi vào thế ngang cơ. Lính Mỹ trong trận này tử vong đến 155 người và 124 người bị thương. Mà người Mỹ chỉ dám đánh khi mà có lợi thế hơn đối thủ thôi. Nên là chúng đã quyết định rút lui. Cơ mà rút thì vẫn tuyên bố chiến thắng nha, tại vì tụi tao giết một ăn 10 đó, ghê chưa? Phía Giải phóng và Bắc Việt cũng tuyên bố chiến thắng vì đã đánh cho Mỹ cút khỏi Iran. Đầu năm 1966, số quân nhân Mỹ tại Việt Nam đã phình lên mức 200.000. À mà chưa dừng lại ở đó, Mỹ còn kêu gọi khối liên minh chống cộng sản của mình tham gia cho vui. Cái này bọn tao không cần. Đeo vui. Vui không? Quá trời là vui luôn. Giờ thì Mỹ có thêm sự trợ giúp của liên quân Úc, New Zealand, Philippines, Hàn Quốc, Thái Lan. Trong đó Hàn Quốc thì đóng góp nhiều lính nhất. Tốt, với lực lượng hùng hậu như thế này, đã đến lúc tao thể hiện trình tiêu diệt cộng sản. Tất cả ổn định chỗ ngồi chưa? Được rồi, bắt đầu nào. Như mấy chế đã biết đấy, thì quân chủ lực của địch giờ không còn là Việt Cộng nữa, mà chính là quân chính quy Bắc Việt. Bọn chúng sản xuất tuần quân nhu vào Nam thông qua đường mòn Hồ Chí Minh và chiến đấu chỉ huy quân Việt Cộng. Với bộ óc của một thiên tài quân sự như tôi thì giải quyết vấn đề này dễ như trở bàn chân. Vệ hậu cần của địch, cho quánh bom. Tuyến đường tiếp tế đường mòn Hồ Chí Minh, cho quánh bom luôn. Căn cứ của địch, cho quánh bom nốt. Sau khi đã cản trở dòng hàng và lực lượng từ Bắc vào Nam của địch, chúng ta sẽ tận dụng vũ khí hiện đại để săn lùng và quánh bom quân Bắc Việt ở trong miền Nam. Khi mà quân chủ lực của địch đã bị tiêu diệt thì chúng ta sẽ làm chủ cuộc chơi. Chung quy chiến lược là như vậy đó. Có ai có hỏi gì không? Thế thì khắc méo gì lấy thịt đè người chứ chiến thuật gì. Trong những năm 1966 đến năm 1967, Hoa Kỳ cùng liên minh của mình đã tổ chức hàng loạt chiến dịch tấn công quy mô lớn, đưa vào thi triển vô số vũ khí bố đời nhất thế giới thời đó, khiến cho nhiều chiến sĩ hy sinh. Do là mục tiêu chủ yếu là lực lượng quân ta, nên Mark V xem một chiến dịch là thành công nếu như có nhiều xác chết. Chính cái tiêu chuẩn đếm xác này đã khiến lính Mỹ không còn chọn lọc nữa mà bắn bừa luôn cả dân thường, và thậm chí nổ cả số liệu nữa. Rồi, 1, 2, có 6 kẻ địch và 4 dân thường. Ây da, sao anh quánh em? Vì mày quá ngu. Cổ nhân đã có câu, nước trong quá thì không có cá, người thật thà quá thì là con ngoan của mẹ. Ủa, tao đang nói cái quái gì vậy? Ý tao nói là người thật thà quá thì không chiều lòng được sếp. Nên là nếu muốn làm cấp trên vui, mày phải nổ. À, dễ em hiểu rồi. Vậy thì có tất cả 10 kẻ địch, nổ lên 20 cho đủ KPI. À đù, mấy thằng kích trình. Hàn Quốc bọn ta mới giết được cả ngàn kẻ địch ở Bình Hòa và Bình An này. Nhưng tất cả đều là dân thường mà. Đi mồm mày lại. Cái mồm bép xếp. Ta đã nói rồi, cổ nhân đã có câu, để chống lại các cuộc càn quét khốc liệt với vũ khí hiện đại của Mỹ và đồng minh, quân ta cũng đã nghĩ ra nhiều cách để khắc chế, như là đào hào, đặt bẫy trông, gài mìn, xây dựng hệ thống địa đạo để bám trụ, đánh du kích, tiêu hao sinh lực địch. Vâng, và nó rất là có hiệu quả. Và đây thật sự là một cuộc chiến tiêu hao cam go đúng nghĩa. Hoa Kỳ có vũ khí hiện đại, nhưng quân ta là thổ địa ở đây mà, với lại có ý chí mạnh mẽ hơn. Và rồi thế trận dần lâm vào bế tắc cho cả hai bên.
cho đến khi cuộc tổng tấn công Tết Mậu Thân năm 1968 bắt đầu.